1900, đó là sự hiện diện của chuyên gia tiến sĩ Vũ Thu Hương, một chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục trẻ em, sẽ trò chuyện giao lưu và nói chuyện với tất cả quý vị. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng với các bạn nhỏ đến để trở nên là phần quà của tiến sĩ Vũ Thu Hương. Xin cảm ơn quý vị. Rồi, các cô chú đã chuẩn bị rất nhiều quà để tặng cho con rồi. Các bạn ơi, chúng mình hãy cùng nhắc lên thế nào. Hãy cố gắng hoàn thiện những tác phẩm của mình nhé. Những tác phẩm nghệ thuật này với một cách sáng tạo nhất, tinh vi nhất, ấn tượng nhất để chúng mình sẽ cùng bình phẩm xem là ý tưởng của mình là gì này. Những chiếc túi can vát này sẽ là những món quà dành tặng cho ba mẹ nhé. Rất thân thiện với môi trường đúng không? Và chúng ta có thể tái sử dụng lại được. Chúng ta còn 5 phút nha các bạn ơi, chúng ta còn 5 phút này, 5 phút cuối cùng của khẩu hiệu mình này. Chuẩn bị